Tôi Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tụng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Men Tình Chén Choán được viết bởi tác giả Như Hòa. Xin mời quý vị hãy cùng với Thú Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Quý Thành nhíu mày Đừng có gọi cô ấy như thế À rồi xin lỗi được chưa Thế cậu có tới đây chơi cùng bọn tớ không Đang ở quán ba Moonlight Các cậu chơi đi Tớ bận Nói xong thì anh không đợi bên kia trả lời Đã cướp máy Tại buổi tiệc tức niên của công ty Bà nội vỗ vai anh hỏi Thành sao hôm nay chỉ có mình cháu Hà Trâm đâu Cô ấy đã về Úc thăm ông bà ngoại chắc vài tuần nữa sẽ về ạ à? bà lam tâm nghe như vậy cũng chen miệng vào con không đi cùng con bé sao hai đứa đang là người yêu của nhau mà quý thành chỉ cười trừ không tiếp lời cũng không nói ngày qua ngày anh thấy cứ chờ như vậy cũng không phải cách nên đã quyết định mua vé máy bay sang úc tìm hà trâm muốn giải thích cho cô hiểu lần trước hai người cãi nhau ý anh không phải như vậy cảm giác không thể nắm lấy người con gái này khiến Quý Thành sợ hãi. Anh không muốn lặp lại lần nữa. Lúc ngồi trên máy bay, anh bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Khi đó Hà Trâm chủ động ngồi cùng bàn với anh. Anh đẹp trai, hình như anh cũng là người Việt Nam đúng không? Em mời anh một ly nhé. Quý Thành còn chưa biết trả lời thế nào thì cậu bạn đã lên tiếng treo ghẹo. Này em gái, em nghĩ em đủ tuổi để mời bạn của anh uống rượu chưa? Hạ Trâm tản lờ lời của Dương Lâm Bạo dạng ngồi lên đùi giơ tay vuốt má Quý Thành Nháy mắt trêu chọc Cô chép miệng bảo Tại vì anh đẹp trai Nên em mới gọi là anh thôi Chứ nhìn khuôn mặt non chuệt này Thì còn chưa biết ai mới là người chưa đủ tuổi đấy Nhưng mà nghĩ lại phi công cũng không hẳn là xấu Vậy nên anh đẹp trai Gọi một tiếng chị xem nào Hôm đó Hạ Trâm chủ động bắt chuyện Chủ động làm quen Đến lúc hẹn hò cũng là cô tỏ tình trước Anh nhớ mình chỉ chủ động một lần duy nhất Đó là lần anh nói chia tay Thế nên lần này anh muốn mình là người đi tìm cô trước Chỉ là khi đến nhà ông bà ngoại Hạ Trâm Người làm trong nhà nói cô đã đi du lịch nơi khác Không liên lạc được Quý Thành mang tâm trạng thất vọng quay về Việt Nam Thì ra cảm giác muốn tìm nhưng không thấy Chính là như thế Ngày Hạ Trâm về nước Quý Thành nhắn tin hỏi khi nào cô về đến nơi để anh đi đón. Nhưng thực không may, anh cố tình nghĩ là một ngày để đi đón. Ai ngờ bị cô từ chối. Cô nói mình gặp bạn ở sân bay nên sẽ đi chung xe với người bạn đó. Bảo anh không cần đến. Đứng ở ban công nhìn ra cổng, anh nhìn thấy là chiếc xe lần trước đưa cô về nhà. Nhưng lần này anh đã thấy được người đó là ai. Quý Thành nhíu mày, tưởng là ai xa lạ nhưng hóa ra lại là người quen. Hắn chính là tay cảnh sát lần trước dẫn cô lên đồn. Vào trong nhà, Hà Trâm có hơi bất ngờ khi thấy anh ở đây. Anh vẫn còn ở đây sao? Hôm nay không phải tới công ty. Em đi chơi có vui không? Vui chứ, em đi ngủ một lát đây. Tí nữa còn phải xem qua một số bệnh án. Có gì để tối nay ăn cơm xong rồi nói. Không đợi anh đáp, Hà Trâm đã đi thẳng về phía phòng trong khi Quý Thành đang tìm cơ hội nói chuyện với cô, thì bên kia, ông bà ngoại Mỹ Thanh cũng hay tin cô đã về nước. Con ranh đó quay về làm gì không biết. Sao không ở luôn bên ấy với ông bà già kia đi? Bà Lam Tâm tuy không vui, nhưng vì Hạ Trâm quay lại, cũng không tỏ ra quá khó chịu như mẹ mình. Dạo này Mỹ Thanh làm ăn thế nào? Dạ công ty con bé phát triển tốt lắm mẹ à. Chỉ mới đưa vào hoạt động nhưng đã có lợi nhuận Đúng là nghe lời thằng Thành Thì kiểu gì cũng thuận lợi cả Bà ngoại Mỹ Thanh khinh khỉnh nói Vậy còn Duy Khải Chừng nào cháu mẹ mới được quay lại đó làm việc Còn cổ phần công ty thì thế nào Con bé làm tốt như thế Mà không nghe thằng Khải nói khi nào Nó được quay lại tổng công ty sao Bà Lam Tâm nghe mẹ mình hỏi như thế Thì không biết phải trả lời như thế nào Mụ già kia hừ lạnh rồi nói tiếp thế mà con còn vui mừng hay là đợi đến lúc cổ phần công ty rơi hết vào tay con nhỏ hạ trâm con mới lo lắng đây lo lắng thì làm gì hả mẹ con cũng đang bối rối lắm mà bà ngoại mỹ thành ngồi cạnh nhỏ nhẹ khuyên ngăn con à con không cần làm gì cả mọi chuyện cứ giao cho bố mẹ chỉ cần khi con có được cổ phần đừng quên hai ông bà già này là được bà lam tâm chỉ biết gật đầu Bà ta cũng không muốn gây hại cho ai Nhưng đứng trước lợi ích Bà ta buộc phải có tính toán cho riêng mình Từ sau khi Hạ Trâm về nước Mối quan hệ giữa cô và Quý Thành Vẫn không nóng không lạnh Không xa lạ Nhưng cũng không giống với các cặp đôi đang yêu nhau Chiều nay trong lúc làm việc Cô nhận được tin nhắn của Quý Thành Anh nói muốn cùng với cô và mọi người Ăn tối tại nhà hàng Hạ Trâm Đọc tin nhắn xong thì chỉ cười nhạt sau đó nhắn lại bảo anh, sau khi tan làm thì sang đón cô đi cùng. Trên bàn ăn, Hà Trâm chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện, đôi khi trả lời vô vơ vài câu nói với bà nội. Cứ tưởng bữa ăn sẽ trôi qua một cách nhạt nhẽo, thì lại bắt gặp gia đình Thu Huyền cũng ở đây. ơ ờ, Mỹ Thanh, gia đình cậu cũng ăn tối ở đây sao? Lâu rồi bọn mình không gặp nhau rồi, nhắn tin gọi điện cho cậu cũng không được. Cậu đổi số rồi hả? Ừ... Lâu rồi không gặp cậu Thật ra cô ta cũng đang muốn xa lánh Thu Huyền Lúc trước khi biết Thu Huyền thích anh trai mình Cô ta cảm thấy rất bình thường Dù sao cô bạn này cũng không tệ Nhưng sau khi chứng kiến Cô ả lên giường với người khác dễ dàng như thế Mỹ Thanh bỗng dưng lại cảm thấy Cô ả còn thua xa cả Hạ Trâm Dạo này tớ mở công ty cho nên hơi bận Ra là vậy Mở công ty cũng không báo cho bạn bè gì cả Chán cậu thật đi mỹ thanh chỉ cười gượng không đáp cháu chào cả nhà thu huyền vẫn cứ cư xử đúng mực trước người nhà họ huỳnh ừ chào cháu cô ta liếc mắt về phía quý thành thực ra đến bây giờ cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận anh ông đội không vừa mắt cô gái này nên nhăn mày bảo chào hỏi xong rồi thì thôi cháu không thấy gia đình chúng tôi đang ăn cơm sao cứ đứng đó nhìn làm người khác Ăn sao được chứ Thu Huyền cũng không phải loài người mặc dày Bị mắng thẳng mặt như thế Cũng ngượng đỏ cả mặt xin phép đi về bàn Còn không quên hẹn Mỹ Thanh hôm khác đi uống nước Ông Khải đột nhiên lên tiếng nhắc nhở con gái Con cũng không còn nhỏ nữa Chọn bạn mà chơi Dạ vâng Ăn cơm xong Hạ Trâm muốn đi vệ sinh Nên rời bàn ăn trước Quý Thành đi thanh toán Còn mọi người thì ngồi chờ tài xế đi lấy xe ra khỏi phòng vệ sinh, Hạ Trâm thấy Thu Huyền đang đứng cùng với vài gã đàn ông, cử chỉ vô cùng thân mật. Nhìn thấy cô, Thu Huyền loạn choàng đi tới, cả người Á bốc ra mùi rượu nồng nặc, khiến cô khó chịu mà cau mày. Ô, oh, đây chẳng phải là bác sĩ tâm lý Phó Hạ Trâm. Bạn gái của anh Thành sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Hạ Trâm không muốn tiếp chuyện nên lờ đi, tính lách người tránh sang một bên. Thì bị Thu Huyền chặn lại Sao thế? Muốn chạy à? Cô ta hất cầm nói với mấy gã kia Cười săn sặc Lớn tiếng nói Nói cho các anh biết Con đàn bà này lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng Nhưng thật ra chỉ là một kẻ bài trận mà tôi Lần trước mạnh miệng nói muốn kiện tôi Nhưng cuối cùng không phải tôi vẫn bình yên Vô sự vẫn đứng đây sao Hạ Trâm nhếch môi cười nhạt Nhưng chỉ toán qua Nên Thu Huyền không thể nhìn thấy Cô ta chỉ thấy sống lường thẳng tắp của Hạ Trâm Sau đó cô ta nghiêng mặt sang Nhớ mày khẽ nói Ừ, cô là giỏi nhất Nhưng biết làm sao được Người đàn ông cô muốn treo lên giường Vẫn là của tôi Thu Huyền trừng mắt nhìn cô Đối với cô ta Quý Thành chính là chấp niệm Luôn muốn có được Nhưng cũng sợ hãi mỗi khi đến gần anh Vậy sao? Cô ta nhìn gã thanh niên đi cùng Hất cầm ra dấu với họ Cô lại muốn biết Nếu chị bị váy bẩn Thì anh Thành có còn muốn đụng vào chị nữa hay không Cô ta vừa dứt lời Hai gã đàn ông lập tức lao tới Tóm lấy Hạ Trâm Mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông Kỹ năng trên giường của họ rất tốt Hay là hôm nay chị cũng thử đi Biết đâu lại không dứt ra được Ba người họ lôi cô vào trong Căn phòng thu huyền đặc là nơi để bọn họ Vừa ăn vừa chơi Bên trong ngoài bàn ăn ra thì còn có giường và ghế tình yêu. Hơn nữa bên trong còn có hai gã đàn ông khác đang chờ. Hạ Trâm cảm thấy con đàn bà này sắp không còn thuốc chữa nữa. Đến nhà hàng ăn cơm mà cũng tính tới chuyện làm tình. Chị thấy căn phòng này thế nào? Hôm nay coi như tôi nhường cho chị đấy. Được không? hà Trâm đánh mặt, đôi mắt sắc bén, quét qua căn phòng một lượt. Rồi nhìn Thu Huyền gần giọng bảo cô nghĩ mình có thể làm gì được tôi đừng quên hôm nay tôi đến đây với ai cô ta nghe thế bỗng dưng cười phá lên chị đến với ai thì sao nếu bây giờ bọn họ nhập cuộc ngay thì anh thành cũng có tìm được chị thì đã quá muộn một tiếng a à rõ dài vang lên hạ trâm cười khinh bạo với cô ta nhưng ánh mắt lại liếc đến mấy gã kia hóa ra bình thường mấy người các cô hành sự nhanh như vậy sao câu này của cô mang lực sát thường cực lớn khuôn mặt mấy gã đàn ông kia liền tỏ ra không vui không nói không rằng đã nhào tới cùng nhau đè cô ra giường hà trâm dùng hết sức để vùng vẫy gào khản cả cổ họng chúng mày có giỏi thì chơi chết tao luôn đi nếu hôm nay tao còn sống thì người chết sẽ là chúng mày Hạ trâm trừng mắt nhìn bốn gã đàn ông cao to đang đứng trước mặt từng câu nói ra đều là kiên định tựa như núi thu huyền khoanh tay đứng một góc cười thích thú. Các anh yên tâm đi, nó là con gái của chủ tịch công ty duyệt cải, nhưng chỉ là đứa con rơi thôi, không cần phải sợ, cứ thoải mái mà chơi. Tao đảm bảo, cảm giác được chơi gái nhà giàu sẽ vô cùng kích thích đấy. Bốn người nghe xong cũng có phần dao động. mấy gã đó toàn là cái bầm trợn, ít học, nhìn thấy cái xinh trước mắt, tất nhiên không hơi đâu mà nghĩ đến hậu quả. Từ lúc thấy cô gái này, bọn người kia đã nảy sinh hứng thú. Con gái vừa xinh vừa cao, dáng chuẩn, vòng eo thon nhỏ, vòng ba căng trọn, xịn như hoa hậu, nhìn thôi cũng đã thèm nhỏ dãi. Nghĩ đến cảnh có thể đi vào nơi đó của cô, khiến cho cô rèn rỉ xin ta, là thứ giữa hai chân bọn hắn bắt đầu rụt rịch, ngẩng cao độ. Hơn nữa bọn hắn dù sao cũng đã nhận tiền của Thu Huyền nên đương nhiên sẽ không bàn lùi giữa chừng. Nếu có xảy ra chuyện cũng có cô ta bảo đảm cho nên sau một hồi đắng đo cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục công việc gian dở. Hà Trâm lúc này chẳng khác nào con cá nằm trên thớt. Cô bị hai gã đàn ông dùng sức đè thân trên lại. Một gã giữ chặt hai chân cô tách rộng ra, còn một gã thì bắt đầu sờ soạn, xé quần áo trên người cô. Khi tay hắn vừa chạm đến khuôn mặt, liền bị Hà Trâm há miệng cắn một cái ngợp răng. Tên đó lập tức là lớn. Chết tiệt! mắt hắn lông sọng sọc. Bóp chặt quay hàm cô, vùng cái tác liên tục xuống khuôn mặt xinh đẹp. Mẹ nó còn chó, mày dám cắn tao. Hôm nay, xem ông đây làm sao chơi chết mày. Bên bàn ăn, Thu Huyền vui vẻ nhìn bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng đang cưỡi trên người hạ trâm. Nhìn thấy bọn họ dùng vũ lực đánh cô, xé áo cô. Nhìn cô vùng vẫy, cao cấu thì tỏ ra thích thú, thông thả ăn cơm. Sau cùng khi một gã vừa xé xong lớp áo ngoài cô, đang định tiếp tục xé đến áo ngực, thì nghe thấy tiếng vang. Rầm thật mạnh, cánh cửa phòng bị ai đó đạp. Tiếp theo là bóng đèn từ bên ngoài, lập tức xông vào. Ngay sau đó là giọng nói của người ấy, quen biết bao nhiêu. Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe người ấy chửi thề. Dứt lời trong phòng bắt đầu vang lên, những âm thanh đánh đấm túi bụi, tiếng mắng chửi, rên rỉ, là hét xin tha. Thu Huyền từ lúc nhìn thấy Quý Thành xông vào, mặt mũi tái xanh tái mét, miệng lắp bắp. Anh... anh Thành. Anh lạnh lùng liếc cô ta một cái. Cô giỏi. Lúc này khi ở dưới sảnh thanh toán xong, Quý Thành đợi mãi vẫn không thấy Hạ Trâm quay trở về. Gọi điện thoại cũng không có người nghe máy, liền cùng với Mỹ Thanh đi tìm cô. Ông Khải không yên tâm nên cũng đi theo. Đến phòng vệ sinh tìm hết các phòng cũng không thấy ai. Thời điểm ấy, bỗng dừng trong đầu anh nghĩ đến Thu Huyền. Không biết linh cảm thế nào liền tìm đến căn phòng này. Lúc cửa phòng bật mở, đập vào mắt anh là bốn gã đàn ông đang đè cô trên giường. Lúc ấy Quý Thành giống như phát điên, máu nóng sông thẳng lên não, hai mắt lông lên sòng sọc, lao đến tóm lấy cổ gã bàn đẩy vừa tát cô, điên cuồng đấm liên tục vào mặt gã khiến cho máu mồm máu mũi văng ra khắp nhà. Ba tên còn lại cũng không thoát khỏi tay anh. Chỉ một lúc sau, cả bốn tên lực lưỡng đã bị anh đần cho một trận. Hạ đo ván, đến khi anh dừng lại, mu bàn tay cũng đã thấm máu của mấy tên đó. Thành Nhìn bộ dạng của anh dường như vẫn chưa có ý định tha cho bốn gã đó. Nhưng nghe Hạ Trâm gọi thì lườm lườm, liếc bọn người kia cảnh cáo, rồi chạy đến nhìn chăm chăm cô, từ đầu đến chân một lượt. Sau đó cười áo khoác, nhẹ nhàng che chắn cơ thể cô. Anh đưa em về. Vâng. Nói xong, anh ôm vai cô quay đầu đi thẳng ra ngoài. Lúc này chẳng biết trong đầu anh đang suy nghĩ những gì, chỉ biết chắc chắn anh đang muốn giết chết, mấy tên đã chạm vào người cô. Quý Thành dắt tay cô đi một mạch ra đến xe ô tô của anh, đang đổ trước nhà hàng. Sau đó đưa cô về nhà. Ngồi vào trong xe, Hạ Trâm mới cảm thấy gò má mình lẫm nhẫm đau. Như cô biết, có người còn đau hơn nhiều nên không nói gì cả. Quý Thành cũng không nói gì cả. Anh lái xe rất nhanh, chỉ 10 phút sau đã về đến biệt thự. Ông bà nội không biết xảy ra việc gì, chỉ thấy Hạ Trâm được anh bế vào phòng mới càng hỏi những người khác. Đến khi biết rõ sự việc đã lập tức nổi trận lôi đình. Ông bà nội ném mạnh cây gậy ba tôn xuống đất, rít lên Khốn nạn đến thế là cùng. Còn bé đó ý bố nó là đối tác của công ty nhà mình, nên càng ngày càng không coi ai ra gì. Trước cơn thịnh nộ của ông nội, trong nhà từ già đến trẻ, đều im thiền thiết, không dám ho he. Một lúc sau, Quý Thành từ trên phòng đi xuống. Đi bên cạnh anh là bác sĩ gia đình. Bà nội sốt sắng hỏi. Bác sĩ, cháu gái tuổi thế nào rồi? Bị thương có nặng lắm không? Có cần phải chụp chiếu hay là phẫu thuật gì không? bà cứ yên tâm cô ấy không sao đâu chỉ bị thương ngoài da thôi gia đình nhớ cho cô ấy uống thuốc thoa thuốc đúng giờ cẩn thận chú ý vết thương khoảng vài tuần sẽ lành lại thôi bác sĩ nói xong cũng lịch sự cúi đầu chào rồi ra về bà nội vẫn chưa yên tâm nên kéo quý thành lại hỏi thành hạ trâm thế nào rồi anh thở dài bảo cô ấy tắm rửa uống thuốc xong đã lên giường ngủ rồi ạ à? bà nội ngập ngừng hỏi một câu Thế cháu thấy con bé có phản ứng gì tái quá không ý bà là dù sao con bé cũng vừa trải qua chuyện kinh khủng như thế bà sợ tạm thời cháu cũng không biết phải đợi đến ngày mai xem phản ứng của cô ấy thế nào đã ông nội và bố cô càng lúc càng không giữ được bình tĩnh ông nội nhìn con trai và cháu trai nói hai đứa làm sao thì làm ta không muốn nhìn thấy con bé ấy nữa khoan đảo mà hạ trâm nói cô ấy sẽ tự giải quyết không cần chúng ta nhúng tay bài nãy trước khi bác sĩ tới quý thành đã gọi một cuộc điện thoại bảo người của mình đi giải quyết thu huyền ngay trong đêm nhưng hạ trâm thì ngăn lại chuyện này em sẽ tự quyết định anh muốn nói thêm điều gì đó nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt hạ trâm cuối cùng anh đành nuốt ngược vào trong thuận theo để cô làm theo ý mình có điều ông khải nghe con trai nói hạ trâm muốn tự hành động thì có phần không yên tâm như thế thì quá nguy hiểm thành con cho thêm người đi theo bảo vệ con bé dạo này hà trâm đang bị vào tầm ngắm của rất nhiều người tạm thời chưa thể tóm hết được một mẻ cho nên cần phải cẩn thận hơn vâng đến đêm muộn khi mọi người đã ra về hết trong nhà chỉ còn có anh và cô ngồi trên giường nhìn người con gái đang ngủ say thi thoảng lại nhíu mày anh mang tay chạm vào má cô rất nhẹ rất nhẹ giống như sợ làm đau cô vậy hạ trâm chuyện này để cho anh giải quyết thay em có được không giọng anh nhỏ nhẹ vang lên cứ nghĩ hạ trâm đã ngủ say sẽ không thể nghe thấy ai ngờ vừa dứt câu thì hai mắt cô từ từ mở ra đồng tử vô hồn nhìn lên anh mãi sau mới bảo không cần đâu quý thành đột nhiên im lặng cô biết anh đang muốn nói gì đó nhưng đắn đo một lúc rồi lại thôi lúc sau có tiếng thở dài bất lực vang lên khe khẽ anh kéo chăn cao hơn một chút lý nhí bảo với cô vậy em ngủ đi ra khỏi phòng cơn tức giận trong lòng không có nơi để giải tỏa anh liền ra lệnh cho người của mình tóm bốn tên kia về mấy tên kia sau khi bị quý thành đần thêm một trận nữa thì nằm rạp xuống đất quỳ dưới chân ngẩng đầu nhìn anh ngồi trên ghế vác chân chữ ngủ Cả người sung bần bật Nhưng vẫn cứng miệng không nhận tội Chú em À không phải Anh dì ơi Có gì từ từ nói Chuyện này lúc nãy chỉ là hiểu nhầm thôi Nhầm sao Dạ vâng Bọn em được con kia thuê Nhưng mà chắc nhầm người thôi Tên kia còn chưa nói hết câu Đã bị ăn thêm một cú đấm vào mồm Tiếp theo Chân anh đá mạnh vào bụng dưới của cái gã Khiến gã rít lên đau đớn không còn dáng vẻ điềm đạm, anh quát mắt nhìn bọn chúng một lượt, âm thanh lạnh đến mức ai nghe cũng phải nổi da gà. Nhầm mà, vậy để hôm nay, tao cho chúng mày biết thế nào là nhầm nhé. Lũ mọi rời chúng mày, vừa đụng vào ai còn nhớ chứ. Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám động đến, chó. Nói xem, con kia cho chúng mày bao nhiêu tiền, bảo chúng mày làm gì, khôn hồn thì khai cho bằng hết, nếu không đừng có trách tao. Lúc này giọng thư ký của anh vang lên, còn mẹ chúng mày Cả bốn thằng đàn ông ước hiếp một người phụ nữ như thế Mà coi được sao Tôi tôi không biết gì cả Chỉ tại con ranh kia Nó cho tiền chúng tôi Bảo chúng tôi cưỡng bức cô gái đó cho nên Gã kia nói đến đây thì khường lại Hình như gã cũng nhận ra sơ hở Vừa mới bảo với anh Là mình nhầm người Bây giờ lòi ra sự thật Thu Huyền sẽ thuê bọn chúng làm hại hạ trâm Sếp Bọn này tính sao đây Quý Thanh đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, nhiều mắt nhìn bốn tên đang quỳ dưới đất. Sau cùng nhìn thẳng vào tên, đã đánh và xé áo hạ trâm, lạnh lùng nói một câu. Phế tay của hắn đi. Thiên Đăng gợt đầu hiểu ý, còn bốn tên kia thì mặc ai cũng tái mét, luôn miệng cầu xin anh tha thứ. Nhưng Quý Thành chỉ liếp một cái, rồi xoay người đi thẳng ra ngoài. Lúc ngồi vào trong xe, anh vẫn loán toán, nghe được tiếng kêu gạo thảm thiết Mấy tuần sau đó Vẫn sống yên biển lặng Thu Huyền cũng không thấy ai đến tìm mình Điều này khiến cả nhà cô ta thấp thỏm không yên Còn ông bà nội và bố Hà Trâm Thì có phần không vui Nhưng vì không muốn làm trái ý của Hà Trâm Nên cuối cùng vẫn không nhúng tay vào Cứ như thế cho đến một hôm Khắp báo và internet Đồng loạt đưa tin công ty nhà họ Vương tuyên bố phá sản vì một người lạ mặt. Theo như tin tức đưa ra, Người làm mặt này là một trong những gã nhân tình của con gái chủ tịch Vương. Người này rất được Thu Huyền xem trọng, cho nên toàn bộ giấy tờ, công vụ cô ta đều đưa cho tình nhân giải quyết. Chẳng biết phụ giúp thế nào mà hiện giờ toàn bộ tài sản công ty và tài sản riêng của cô ta đều bị gã đàn ông này lấy sạch. Đến khi chủ tịch Vương biết chuyện thì con gái đã bỏ trốn đi đâu mất. Trên báo còn đưa ra rất nhiều tin tức, kèm rất nhiều bằng chứng tố cáo. Thu Huyền là kẻ nghiện ma túy và tình dục, còn có sở thích chơi tập thể. Tin tức chấn động khiến cho dưới nhà họ Vương đều bị sốc. Có thể cả đời này cũng không thể ngốc đầu lên. Ở một nơi khác, thực ra Thu Huyền không bỏ trốn. Cô ta bị nhốt dưới tầng hầm của một quán bà mới mở, mà chủ quán đó không ai khác, chính là Hạ Trâm. Phó Hạ Trâm, con đàn bà khốn kiếp, màu thả tao ra. Thu Huyền liên tục la lớn nhưng không có ai quan tâm tới cô ta. Hạ Trâm vẫn vô tư ngồi đánh bài cùng với đám bạn Tiểu Lan. Minh Nhật lười mắt, nhìn đứa bạn thua liên tiếp 10 ván. Này Vũ Linh, cậu chưa ăn gian hoài vậy hả? Cậu không sợ trời phạt sao? Vũ Linh vui vẻ gom tiền, biểu mồi nói. Trò này chỉ dành cho người có đầu óc chơi thôi. Ai như cậu, lần đầu cũng để cho người ta ăn. Mà nè, Quán ba đầy là của cậu thật sao? Minh Nhật nhìn Hạ Trâm, giao tiền, tò mò hỏi. Hạ Trâm chỉ cười nhạt, rồi đáp. Ừ, mới mở thôi, dù sao tiền nhiều cũng không thể làm gì. Chỗ này của cậu hình như làm ăn có hơi phi pháp thì phải, bắt cóc người kia. Minh Nhật nhìn Thu Huyền, đàn mắng chửi không ngừng, thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tớ đã làm gì đâu, chỉ mời tới ngồi chơi thôi mà. Hạ Trâm, chị là đồ độc ác, nhất định sẽ gặp phải quả báo. Vậy sao? Quả báo của tôi thì chưa đến, nhưng quả báo của cô và gia đình cô thì sắp ập xuống rồi đấy. Thu Huyền trừng mắt, nhìn cô nghiến răng kèn két. Tất cả những gì xảy ra với gia đình tôi đều là do chị, là do chị. Tôi đã làm gì đâu, là do cô tự làm từ chịu đây chứ. Tên đó chắc chắn là người của chị cai cấm bên cạnh tôi là chị bảo hắn lừa tôi đúng chứ hà trăm cười mỉa mai cô có bằng chứng thì cứ mang ra mà hình như cô mới là người chủ động tiếp cận anh ta nhỉ tất cả là tại chị tất cả là lỗi của chị mọi chuyện đều do chị mà ra là chị cướp anh thành của tôi chị chen vào giữa hai chúng tôi nếu không có chị tôi và anh ấy đã đến với nhau từ lâu là chị gài người đến bên cạnh tôi hại gia đình tôi là do chị Cô ta nói liên tục như một người điên Hạ Trâm và đám bạn nhìn nhau cười Đầy ẩn ý Thực ra lời cô ta nói không sai Mọi chuyện đúng là do Hạ Trâm đã lên kế hoạch tỉ bỉ Để cho cô ta vào trọng Đầu tiên cô xác định Người mẫu thu huyền thích như thế nào Sau đó nhờ Vũ Linh tìm một tên Chuyên đi lừa gạt Ném tới bên cạnh cô ta Vì không muốn tên đó quấy phá Gây chú ý Nên ban đầu chỉ nhẹ nhàng từ từ Để thu huyền tự tiếp cận rồi trong những lúc khoái lạc Nói vài câu bóng gió khiến cô ta mê muội, Ký vào đóng giấy tờ Cuối cùng toàn bộ tài sản của nhà họ Vương Hạ Trâm và bạn của cô Nắm trong tay 7 phần Còn tên kia thì được 3 Nếu người ngoài nhìn vào thì bất cứ ai cũng sẽ cho rằng Thu Huyền bị nhân tình lừa gạt Hủy hoại sản nghiệp Chứ không hề nghĩ đến Hạ Trâm nhúng tay vào Vậy giờ cậu định làm gì nó Cứ nhốt mãi ở đây cũng không phải cách Nghe Minh Nhật hỏi, nhưng Hạ Trâm không đáp, chỉ cười nhạt. Qua vài ngày sau, bọn họ mới biết cô đã đem bán Thu Huyền và một đồng mại dâm ở Hồng Kông. Ngày cô ta bị đưa đi, Hạ Trâm cũng có mặt. Thu Huyền nhìn cô đầy vẻ căm phẫn. Phó Hạ Trâm, sẽ có một ngày gì gặp quả báo? Khoan hãy nói tới chuyện quả báo đi. Tôi tới đây là muốn nói cho cô biết một sự thật. Cô muốn nghe không? bộ dạng cô ta lúc này đã quá mệt mỏi đêm qua bị mấy tên mua hàng đòi kiểm tra hàng trước nên cô ta bị hành hạ suốt cả một đêm bây giờ không còn sức lực để gào thét nữa cho nên chỉ có thể nhìn chăm chăm hà trăm hôm ở nhà hàng là tôi cố tình để cho người của cô kéo vào trong căn phòng đó bởi vì chỉ có như thế thành mới để yên cho tôi muốn làm gì cô thì làm quên nói cho cô biết tôi từng học võ Tôi nghĩ một người học đai đen karate mà không hại được bốn tên kia sao? Chưa hết, bởi vì tôi đã dành phần xử lý cô cho nên anh ấy chỉ có thể trút giận lên mấy người kia. Sớm thôi, bốn gã đó sẽ tìm đến cô đòi nợ. Cô đã rào bán thu huyền với một cái giá không hề rẻ. Số tiền đó cô sẽ gửi đến cho nhà họ vương. Trên giấy cũng ghi rõ, số tiền này có được là do bán con gái của họ. Nếu họ muốn có thể đem tiền đến chuột con gái, hoặc dùng số tiền đó gây dựng lại sản nghiệp. Chuyện sau đó cô cũng không rảnh để quan tâm. Mãi đến sau này khi Hạ Trâm vô tình đọc được tin tức liên quan đến nhà họ Vương thì mới biết họ đã mở một công ty nhỏ, kinh doanh sống qua ngày. Còn về Thu Huyền, sau 3 năm làm việc ở Hồng Kông, trong một lần tiếp đoàn khách lạ, cô ta đã bị chơi tập thể đến chết. Giải quyết xong, bây giờ lại có một vấn đề làm cho Hà Trâm đặc biệt quan tâm hơn cả. Một hôm, đột nhiên Mạnh Hải đưa cho cô một tập tài liệu. Cho cô cái này. Hạ Trâm nhìn hắn đầy khó hiểu. Cái gì đây? Một thứ vô cùng thú vị. Là thứ mà cô muốn tìm hiểu nhưng không tìm ra được manh mối. Hạ Trâm căng thẳng, nhìn tập tài liệu nhưng chưa mở ra xem ngay. Cô hiểu hắn đang nói gì. Bên trong đây chính là sự thật. Cô luôn tìm kiếm về thân thế của Quý Thành trong lúc Hà Trâm lái xe về nhà Thì nhà ngoại của Mỹ Thanh Bà Lam Tâm nhìn chồng hỏi Ông đã tìm được người nào thích hợp chưa? Tìm được rồi Nhưng bà có chắc là muốn làm như thế không? Ánh mắt thâm độc của bà ta Chứa đầy sự toan tính Còn phải hỏi sao? Dạo gần đây đứa con hoàng đó Được quá nhiều sự ưu ái Tôi không thể để Mỹ Thanh mất đi quyền thừa kế Hôm đó Quý Thành vẫn như mọi khi sau khi tan làm anh lập tức về nhà Từ khi Hạ Trâm trở về từ Úc Quan hệ giữa hai người họ Vẫn luôn không vui vẻ Cho đến chuyện của Thu Huyền Hạ Trâm càng trở nên trầm lặng hơn Bây giờ đến cả nói chuyện với anh Cô cũng không muốn nhiều lời Chiều nay đi ngang qua nhà hàng bán sushi Anh cố tình mua một phần cho Hạ Trâm Còn mua một phần bánh ngọt mà cô thích Trâm Sao em không bật đèn Lại đây Xem anh mua thứ gì cho em Quý Thành đem đồ ăn đã được bày ra đĩa Bưng vào phòng cô Nhìn phòng ngủ tối đen Còn Hạ Trâm thì vẫn ngồi im lặng trên sofa Không nói gì cũng không trả lời anh Dưới đất vung vải đủ loại giấy tờ Có chuyện gì sao em? Đặt đồ ăn lên bàn Anh bật đèn cuối người thu dọn giấy tờ Sau khi đọc được Nội dung trên đó sắc mặt của anh bất chợt cứng ngát Kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô Hai giây sau Anh không nói không rằng Chạy tới nắm chặt tay cô Sau đó kéo cô vào lòng mà ôm lấy Mùi hoác hương quen thuộc Lòng ngực ấm áp quen thuộc Thậm chí cả giọng nói Cũng trầm trầm quen thuộc Như đánh vào tâm can cô Thế nhưng không hiểu sao lúc này Trong lòng cô lại cảm thấy xa lạ Và lạnh lẽo như thế hà trong nãy giờ không nói một câu Nhưng bỗng như hóa điên Liên tục đánh đấm thường thực vào lưng anh sự thật cay nghiệt đã khiến cho cô bỗng trở nên nhói đau Như bị ai đó cầm dao khoét một lỗ Lòng ngực thắt lại không sao thở nổi Thậm chí nước mắt lặng lẽ rơi xuống Thấm ướt cả vai áo sơ mi của anh Từ lúc nào cô cũng chẳng hay Hạ Trâm ru rẩy nói Bu ra, quý thành bu tôi ra Cô la hét, dùng sức đánh không được liền chuyển sang cắn vào bả vai anh Đến mức khoan miệng cũng toàn mùi máu tanh vậy nhưng vòng tay của anh một chút cũng không nới lỏng hạ trâm dùng sức đẩy anh ra hết cào cấu cắn rồi lại đánh đấm liên tục nhưng thân ảnh cao lớn ấy vẫn cứ vững chãi tựa như núi đừng cắn anh đau mãi một lúc sau khi thấy cô đã bình tĩnh hơn anh mới dám buông tay cô ra nhưng hai tay vẫn nắm chặt tay cô hạ trâm giận dữ hét vào mặt anh thành anh thực sự là con trai bà ta nói cho tôi biết anh có phải là con ruột của Dương Lam Tâm không anh là đồ khốn kiếp anh nói đi mau nói đi anh mắt anh không giấu được sự đau lòng anh khẽ thở dài hít sâu một hơi rồi nói bảy đúng là mẹ ruột của anh cô cắn chặt đôi môi cố kìm xuống tiếng nấc nơi cổ họng nếu tôi không phát hiện ra anh còn muốn giấu tôi đến bao giờ tại sao không nói cho tôi biết anh nói đi tại sao anh lại lừa dối tôi anh buông cô ra dùng tay giữ chặt lấy hai vai cô ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh hạ trâm bình tĩnh nghe anh giải thích một lần tôi có được không xin em trước khi phán tội chết cho anh em cũng nên cho anh giải thích chứ hạ trâm hít vào một hơi cố bình tĩnh nặng ra một nụ cười không rõ ý vị bảo anh được vậy trước khi giải thích anh nói cho tôi biết lý do năm đó anh chia tay tôi có phải vì anh đã biết tôi là con gái của bố quý thanh gật đầu thay cho câu trả lời năm đó khi tình cảm của cả hai đang phát triển rất tốt có một lần sang nhà hà trâm chơi anh từng nghe cô nhắc đến gia đình của mình anh biết cô không muốn kể nhiều về gia đình của mình nên rất ít khi anh chủ động nhắc tới cho đến một lần anh nhìn thấy hà trâm cùng với mẹ mình chụp hình lúc đó anh chỉ cảm thấy Người phụ nữ đó nhìn rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhận ra, rốt cuộc mình đã nhìn thấy ở đâu. Mãi cho đến khi về thăm nhà, anh mới biết người đó là ai. Đó là người phụ nữ trong tấm hình mà bà nội luôn treo ở nhà để tưởng nhớ đến cô dâu quá cố. Cho nên sau khi biết sự thật, anh lập tức chia tay với tôi. Năm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều, một nửa không muốn mất cô, nếu còn lại thì lo sợ cô sẽ không chấp nhận mình anh biết cô rất hận mẹ anh hận sự hiện diện của bà ta cô còn thề cả đời này sẽ không quay trở lại việt nam cũng không muốn nhận người nhà họ huỳnh là người thân của mình cho nên lúc đó anh chỉ có thể lựa chọn chia tay lựa chọn rời xa người anh yêu chỉ có như thế hạ trâm mới không cảm thấy tổn thương vì thân thế của anh khi đó anh đã lo sợ như vậy đấy anh không còn lựa chọn nào khác lúc đó anh chỉ nghĩ rằng dù sao cả đời này em cũng không quay trở lại việt nam còn anh thì không thể ở mãi bên úc thế nên chia tay sẽ tốt cho cả hai mặc dù anh không thể ở cạnh em nhưng ít nhất em sẽ không thấy khó chịu sẽ không vì anh là con trai của bà ấy mà ghét anh ở bên úc anh lựa chọn giấu tôi tôi có thể hiểu vậy tại sao sau khi tôi về nước anh vẫn không nói trâm là em chưa từng hỏi anh anh cũng từng có suy nghĩ muốn nói hết tất cả mọi chuyện với em nhưng anh không có cơ hội em cũng chưa từng nói muốn biết về thân thế của anh không phải sao cô cứng hồng đúng thật là cô chưa từng hỏi anh như vậy thì đã sao chuyện này cô không chấp nhận được tôi không hỏi anh cũng không biết chủ động nói cho tôi biết sao nếu nhà nói cho tôi biết tôi đã không tới đây cô bỗng dưng khường lại tự nhiên lại không biết phải nói gì nữa nếu cô biết trước thì sẽ thế nào Không chủ động tiếp cận anh Hay sẽ không tiếp tục đoạn tình cảm Lúc trước hai người từng bỏ lỡ Hoặc là kinh khủng hơn Cô sẽ chọn cách lợi dụng tình cảm của anh Để trả thù người phụ nữ kia Nhìn thấy cô bỏ vợ câu nói Quý Thành mới ngẩng đầu lên nhìn cô Hai mắt đỏ ngầu như máu Có thể nhìn ra trong đôi mắt ấy Chứa đựng rất nhiều bất lực Đau thương và dây dứt tột độ Nhìn thấy sự do dự trong mắt cô giống anh khàn đặc em sẽ thế nào sẽ không bao giờ lại gần anh nữa đúng chứ em sẽ không còn cần anh nữa phải không anh không ngần ngại vứt bỏ sẽ không cho anh bước vào cuộc sống của em nữa phải không nhìn vẻ mặt không chút dao động của cô anh đột nhiên mỉm cười nhưng nụ cười không còn vui vẻ mà rất thê lương anh bảo hóa ra ai cũng như thế việc phải lựa chọn anh chỉ là bức đắc dĩ thôi đúng chứ Tay anh từ từ buông thỏng Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhìn thẳng vào mắt anh Hà Trâm phát hiện người đàn ông này trước giờ Luôn có thể gánh đỡ cả đuối sông Che chắn cho cô Trước mọi dông tố của cuộc đời Hôm nay bỗng dưng Lại cô đơn đến lạ Năm bà Lam Tâm 17 tuổi Bà ta đã từng yêu một người đàn ông không nên yêu Người đó là một thầy giáo Đã có gia đình Năm ấy khi biết bà ta mang thai, người đàn ông kia đã cho bà ta rất nhiều tiền để sinh con. Sau khi sinh quý thành, bà ta chăm chỉ để lo cho anh, đến tháng thứ hai thì bỏ đi biệt xứ. Bà ta không chịu được cánh phải bỏ học mà chăm con. Mỗi khi anh khóc, bà ta lại cảm thấy phiền toái, bà ta cảm thấy cuộc đời của mình không thể vì một đứa con rơi như anh mà trở nên tăm tối. Thế nên, bà ta đã không ngừng ngại vứt bỏ đi đứa con vừa chào đời như để tìm thứ thuộc về mình còn người thầy giáo kia sau khi hay tin bà lam tâm bỏ trốn ông cũng đã đem quý thành bỏ trước cổng cô nhi ông ta đã có gia đình có cuộc sống riêng hơn ai hết đối với một người thầy giáo ông ta cho rằng đứa con này chính là vết nhơ của cuộc đời ông khoảng thời gian sau đó anh sống mà không hề biết gì về người thân của mình cho đến ngày bà Lam Tâm đến cô như viện, đón anh về sống cùng với những người xa lạ. Bà ta nói rằng mình là mẹ ruột của anh, còn nói từ bây giờ sẽ chăm sóc cho anh. Cái tên Quý Thành cũng là người bố nuôi hiện tại đặt cho anh. Tuy nhiên, bà ta luôn dặn anh không được nói ra sự thật, kể cả bố mẹ của bà ta cũng không được nói cho anh biết thân phận. Sống dưới một lớp vỏ bọc, có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào cảm giác có thể bị bỏ rơi bất cứ đâu anh đã sống trong lo sợ như thế cứ nghĩ cuộc đời anh sẽ trôi qua một cách vô vị như vậy nhưng không cuối cùng anh cũng nhận được sự công nhận của bố nuôi nhận được tình yêu của người con gái anh thương chỉ là ngày vui chẳng tày gan giờ đây đứng trước hà trâm nỗi sợ hãi bị vứt bỏ một lần nữa từng phút từng giây đều đang gặm nhấm tâm trí anh bởi vì anh biết ngày cô biết được sự thật cũng là ngày cô không còn cần anh nữa hà trâm em sẽ bỏ rơi anh sao anh ngồi ngược hướng ánh sáng nên cô không nhìn rõ được khuôn mặt của anh nhưng cô có thể nghe ra giọng nói ấy có bao nhiêu bi thương có phải bây giờ em đang rất hối hận vì đã quay về bên cạnh anh có phải em không còn cần anh nữa đúng chứ có phải em sẽ bỏ lại anh một mình hay không dừng lại một chút anh mới khàn khàn nói có phải em cũng giống như họ Không cần anh nữa đúng chứ Giọng Quý Thành cứ vang lên như thế Nhưng Hạ Trâm vẫn im lặng Nhìn anh không nói Điều Quý Thành lo sợ nhất Chính là ngày cô biết được thân phận thực sự của anh Còn điều Hạ Trâm lo sợ nhất Chính là cô phải từ bỏ hận thù Vì bà ta là mẹ ruột của Quý Thành Đợi mãi cũng không thấy cô trả lời Tay anh lặng lẽ siết chặt Chặt đến mức lộ rõ cả khớp xương trắng bịt Anh lặng lẽ quay lưng cả cơ thể dường như đang cố gồng lên trả lời cô một câu rất đơn giản anh hiểu rồi tối đó quý thành ngủ ở phòng làm việc sáng hôm sau cũng dậy từ sớm dọn ra khỏi nhà hạ trâm thấy như vậy cũng không nói còn anh lại không dám đối diện với cô anh biết với tính cách không chứa nổi một hạt cát trong mắt của hạ trâm cả hai rất khó để tiếp tục mối quan hệ này có điều anh vẫn hy vọng cô sẽ không bỏ rơi anh thực ra Cô chưa từng nghĩ sẽ đuổi Quý Thành ra khỏi nhà Nhưng nếu ở cùng nhau Nhìn mặt nhau trong thời điểm này Bất cứ ai cũng sẽ không thoải mái Cuối cùng Đành phải để anh đi nơi khác ngủ Cứ như thế đến ngày thứ ba Thì Hạ Trâm phát hiện ra một chuyện Hôm ấy không biết sao cô không ngủ được Nửa đêm lại dậy ra ban công để hít thở Vừa bước ra ngoài nhìn xuống Đã thấy chiếc xe Bugatti của anh đổ bên đường Đập vào mắt là thân ảnh cao lớn đang đứng tựa lưng vào thân xe hút thuốc. Từ khi quen nhau đến giờ, cô chưa từng thấy anh động đến một điếu thuốc. Vậy mà giờ nhìn anh hút thuốc, giống như đã thành thục từ rất lâu. Có lẽ mỗi chuyện xảy ra, gần đây lại càng làm cho lòng anh chất thêm muộn phiền. Cho nên anh mới tìm đến nicotine để khiến cho tâm trạng bình tĩnh trở lại. Hạ Trâm nhìn thấy thì tự dưng sống mũi cay cay, cố tình quay mặt đi chỗ khác. Tự nhủ với mình rằng không được mềm lòng, không được mềm lòng. Anh là con trai của kẻ thù. Cô cứ ngỡ sau khi sự thật sáng tỏ, giữa hai người đã hình thành nên một bức tượng vô hình, ngăn cách. Sau đây cũng chẳng thể vãn hồi được nữa. Thế nhưng, lúc nhìn thấy anh đứng ở đó, cô mới chợt nhận ra rằng hóa ra tình yêu trong cô vẫn còn vẹn nguyên và hình bóng của người đàn ông đó vẫn chiếm giữ một vị trí tận sâu trong trái tim. Chưa từng đi đâu cả. Cái người này rõ là có nhà cao cửa rộng không ở Nửa đêm nửa hôm lại chạy đến đây đứng dưới sườn như thế Muốn ngày mai ốm vật ra giường mới thôi làm trò trẻ con đúng chứ Cô hít một hơi thật sâu Quyết định cầm điện thoại nhắn cho anh một tin Dưới sân cô thấy anh rút điện thoại ra giày sầu liền khẽ ngước lên Nhìn ban công nơi cô đang đứng Sao anh lại tới đây? Tiếp đó là chuông báo của gọi đến anh không nhắn lại mà trực tiếp gọi cho cô Hạ Trâm Ấn nghe máy không nói gì Cả hai đều im lặng nghe tiếng hít thở nặng nề của đối phương Lúc sau Cô nghe anh hít vào một hơi thật sâu Cô khẽ cất giọng hỏi Em không ngủ được sao? Không Bây giờ tôi mới chuẩn bị đi ngủ Vậy em giữ gìn sức khỏe Làm việc ít tôi Đừng có thức khuya Kẻo bị ốm ra đấy Tôi tự lo cho mình được anh đi về đi Anh đứng dưới đấy tôi ở trên này cũng không ngủ được Anh biết rồi Em vào ngủ đi rồi anh về Cúp máy Hạ Trâm xoay người bước vào trong Nói là như thế nhưng phải rất lâu sau đó cô mới nghe tiếng ô tô nổ máy Để rời đi Đêm này lại là một đêm rất dài Vì Quý Thành dọn ra khỏi biệt thự của Hạ Trâm Không bao lâu đã truyền tới tay của ông bà ngoại Mỹ Thanh Đối với bọn họ thời cơ đã đến hạ trâm không còn quý thành bên cạnh thì chỉ giống như một chú thỏ con muốn giết chết thế nào thì giết một tuần sau đó hạ trâm được ông bà nội gọi về để ăn cơm tối cô ngồi đối diện với quý thành mới không gặp có mấy ngày anh đã gầy đi rất nhiều gương mặt anh phờ phạt mệt mỏi hai mắt đầy tơ máu có lẽ vì nhiều đêm liền không ngủ nên mới như thế suốt bữa ăn cô chỉ im lặng ăn cơm không nói lời nào bà nội thấy hai đứa cháu lạnh nhạt với nhau thì nhíu mày bà có nghe gì quế kể lại việc hai đứa đã cãi nhau sau đó quý thành chọn về căn hộ cũ nên bà có hơi lo lắng cho mối quan hệ của hai người từ lúc biết cháu gái mình và cháu trai nuôi yêu nhau bà luôn ủng hộ hơn nữa cũng rất hài lòng yêu quý quý thành nếu như quý thành là cháu rể của mình bà chủ động gắp đồ ăn cho cả hai đứa cháu xót xa bảo Trâm mang nhiều vào Về đó không ăn uống Hay sao mà nhìn xem Chỉ còn da bột xương thôi Con gái có da có thịt xíu mới xinh chứ Cả thành đứa, Người cũng gầy ra cả đi Vâng ạ à. Bà nội thở dài bảo Hai đứa cũng thật lạ Cãi nhau thì cãi nhau Đâu cần phải đầy đọa bản thân mình như thế Đứa nào đứa nấy gầy rạc cả đi Đã yêu nhau thì cãi nhau là chuyện bình thường thôi Hai đứa không phải trẻ con Giận dỗi bỏ đi cái gì chứ Đấy rồi bây giờ nhìn xem Có ai thấy vui vẻ không Ông nội cũng tiếp lời Bà của mấy đứa nói đúng đấy Ông với bà sống với nhau tới từng tuổi này Cãi nhau lớn nhỏ Rồi cũng qua Hai đứa thấy ông bà dọn ra riêng không Thành Cháu là đàn ông Thì phải nhường nhịn người yêu một chút Nhường nhịn ở đây không phải là chủ động dọn đi Mà phải lì lờ mở lại nếu cần thiết thì mặc dày một chút cũng không sao cả thật là vậy mà cũng bị nó đuổi ra khỏi đường đầu óc anh như được khai sáng tự dưng cảm thấy hôm đó mình ngu ngốc kinh khủng lẽ ra anh chỉ nên dọn sang phòng khác thay vì dọn ra khỏi nhà dù sao ban đầu cũng là hà trâm muốn anh về ở cùng với lại cô cũng chưa từng đuổi anh đi hà trâm vẫn im lặng không nói lúc sau lại viện cớ có việc bận nên về trước Sáng hôm sau, cô vừa thức dậy xuống dưới nhà đã thấy Quý Thành đang ngồi ăn sáng. Sao anh lại vào đây? Ai đó, mặt mày tỉnh bơ nói với cô. Anh chợt nhớ ra, em chưa từng đuổi anh đi. Em cũng không nói cần anh nữa, vậy coi như anh mặc dày không có liêm sĩ, đòi ở lại đi. Nếu như có thể, anh mong em hãy tha thứ cho anh một lần đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Từ giờ anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa Lúc này có trời mới biết Trong lòng Quý Thành đang sợ hãi như thế nào Nếu bây giờ Hạ Trâm đuổi anh đi Anh thực sự không biết mình phải làm gì Căn phòng rơi vào im lặng Mãi một lúc sau Hạ Trâm mới thở dài một tiếng Sự đoàn tụ này khiến cô cảm thấy Có chút vui Nhưng sự thật vẫn đang còn đó Cái gai trong lòng vẫn đang còn đó Không phải nói nhộ bỏ Là có thể nhộ bỏ ngay Thế nên cô chỉ im lặng nhìn anh rất lâu Mãi sau cô mới bảo Em đi làm trước Tối nay về chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé Anh nghe xong thì hai mắt sáng lên Khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ Lần đầu tiên cô thấy anh lúng túng Được được nghe em hết Ngồi xuống ăn sáng Lát anh đưa đi làm nhé Sáng nay Hà Trâm có vài cuộc hẹn Nên phải đến sớm Trên đường đi cô mãi suy nghĩ Về chuyện của hai người Nên không phát hiện ra phía sau có một chiếc xe màu đen đang bám theo chiều tối hôm đó cô phải tăng ca lúc ra về thì trời đã sập tối lúc xuống xe cô nhìn thấy quý thành đang chờ sẵn anh tới sớm vậy anh vừa tới thôi dạo này có ai theo dõi em hay không mấy hôm nay anh cứ nghĩ đến việc cô không cần mình nữa nên quên mất sự an toàn của cô mãi đến hôm nay khi nhận được tin từ vệ sĩ anh mới nhận ra bọn họ gần một tuần nay có một chiếc xe bám theo hạ trâm nhưng không biết đền báo với anh như thế nào khi nghe xong quý thành lập tức lái xe đến phòng khám chờ cô tan làm em nghĩ kỹ lại xem hạ trâm lắc đầu em không để ý lắm lên xe đi chúng ta về nhà giờ này không phải là giờ tan tầm trên đường cũng không quá nhiều xe hạ trâm thấy anh có gì đó căng thẳng tay nắm chặt vô lăng thì nắm lấy tay anh hỏi anh không sao chứ có chuyện gì xảy ra xin lỗi em là do anh sơ xuất anh biết rõ là cô đang là cái gai trong mắt của mẹ mình và ông bà ngoại cũng biết hai ông bà già đó nhất định sẽ kiếm chuyện với cô nhưng bây giờ anh mới bắt tay đi điều tra sợ mình còn chưa kịp điều tra thì cô đã gặp phải chuyện có phải anh lo lắng quá hay không gần đây em vẫn bình thường có xảy ra chuyện gì đâu Quý Thanh Đình quay sang giải thích cho cô hiểu Thì bỗng có một chiếc xe ô tô Chạy ngược hướng Lao thẳng về phía họ Hạ Trâm Kinh Hải mở to mắt Gào lên Thanh, cẩn thận Tình huống bất ngờ như thế Anh chỉ kịp xoay vô lăng, bẻ lái Để chiếc xe đâm vào làng đường Hai chiếc xe va chạm mạnh Chiếc ô tô đi ngược chiều cũng đâm vào cây cột gần đó Hạ Trâm chỉ nghe rầm một tiếng rất mạnh Sau đó, cả người cô bị quý thành kéo vào trong lòng khi thấy hai xe va chạm người của quý thành đã lập tức chạy tới tóm lấy gã lái xe và gọi xe cứu thương còn bên trong xe quý thành vẫn ôm chặt lấy cô không dám buồn tay bị va chạm bất ngờ khiến đầu óc cô choáng váng khi tỉnh táo mới phát hiện ra anh đang ôm lấy mình quý thành buông cô ra yếu hớt mở mắt nhìn thấy hà trâm vẫn còn tỉnh táo thì mới yên tâm rất may túi khí trên xe và dây an toàn đã bảo vệ cô chù đáo lúc này anh mới cảm thấy từng dây thần kinh căng chặt trên người mình dịu xuống cố gắng lấy hơi để hỏi cô em không sao chứ có bị thương chỗ nào không không em không sao không sao là tốt dứt câu anh liền ngất đi hạ trong hốt hoảng chạm tay vào mạch ở cổ kiểm tra mới phát hiện hơi thở của anh đã rất yếu thành thành ơi anh có nghe em nói không? Tỉnh lại đi, anh hơi đừng ngủ. Cơ thể anh dần thả lỏng, nằm im lặng không đáp, cũng chẳng mở mắt. Hơi thở suy yếu, cả người không còn chút sức lực. Cửa kính xe vỡ tan, mảnh vỡ lạnh lẽo cứa qua da thịt anh. Tấm lưng không một vết sẹo, giờ chỉ toàn là vết rách. Chạm tay vào mới phát hiện ra, máu đã thấm đậm áo sơ mì màu đen của anh. Thành ơi, mở mắt ra nhìn em đi, từ phía sau có hai người đàn ông mặc đồ đen Chạy tới phá cửa Nói vọng vào Chị dâu, xe cứu thương đến rồi Để bọn em đỡ anh ấy ra Trong khoang xe chật hẹp Hai người kia loay hoay mãi Mới đỡ được Quý Thành ra ngoài Hạ Trâm cũng được đưa lên xe cứu thương Cùng với bệnh viện Xe chạy thêm 10 phút Cuối cùng cũng đến được bệnh viện Hạ Trâm nhanh chóng nhảy xuống cùng với đôi cứu thương Đẩy Quý Thành vào trong phòng cấp cứu Nãy giờ anh đã mất quá nhiều máu Nếu cứ kéo dài thêm Chỉ sợ không giữ được mạng Chờ gần 6 tiếng thì cũng thấy các bác sĩ và y tá ra ngoài. Quý Thành vẫn nằm bất động trên cán. Hạ Trâm vội vàng chạy đến, tóm lấy tay bác sĩ, cuốn cuồng hỏi. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Ca phẫu thuật có thành công không? Ông Khải cũng vội vàng bật dậy, cả đêm mất ngủ vì lo lắng cho con trai, khiến sắc mặt ông vờ vạt đi trông thấy. Còn tôi thế nào rồi bác sĩ Ca phẫu thuật rất thành công Gia đình cứ yên tâm Bệnh nhân bị mất máu nhiều Nhưng tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng Có điều Trước mắt vẫn cần phải theo dõi thêm Bây giờ chúng ta sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức Đợi tình trạng khá hơn Sẽ được chuyển sang phòng thường Để mọi người vào thăm Cảm ơn bác sĩ Cảm ơn bác sĩ Hạ Trâm biết anh bình an Mới yên tâm thở vào Như khi bác sĩ vừa quay đi cô cũng kiệt sức mà ngất liệm. Ông Khải thấy vậy thì hốt hoảng, gọi người đưa cô vào phòng cấp cứu. Đến sáng hôm sau, ông bà nội vừa được báo tin đã lập tức vào viện từ sớm. Tối qua, khi Hạ Trâm báo tin cho ông Khải, ông đã dặn người làm, khoan hãy nói với ông bà nội biết, vì sợ hai người bị sốc. Bên ngoài phòng cấp cứu, ông Khải và bà Lam Tâm cùng với Mỹ Thanh đang ngồi chờ thì thấy ông bà nội tới. Bà nội lo lắng hỏi. Hai đứa Thế nào rồi Ông Khải thở dài Thằng Thành thì vì che chắn cho Hạ Trâm Nên bị thương nặng hơn Bị vài mảnh vỡ găm vào lưng Phải phẫu thuật lấy ra Đầu cũng bị chấn thương Hạ Trâm thì nhẹ hơn Con bé bị say sát ngoài da Đầu thì bị va chạm nhẹ Nên còn hơi choáng Vậy Thằng Thành thế nào rồi Đến giờ vẫn chưa được chuyển đến phòng thường sao Thằng bé vẫn phải nằm ở phòng hồi sức hết đêm nay. Nếu không có gì nguy hiểm, sẽ được chuyển đến phòng thường. Còn Hạ Trâm đang nghỉ ngơi trong kia. Chúng còn chỉ đành ngồi chờ ở ngoài này. Lúc này ông nội mới lên tiếng. Vậy con kẻ gây tai nạn thì sao? Đã bắt được chưa? Bắt được rồi bố à. Thư ký của thằng Thành đang ở đồn cảnh sát để khai báo vụ việc. Con nghe nói người gây tai nạn lái xe trong tình trạng say rượu nên chỉ bị phạt như một vụ uống rượu gây tai nạn xe bình thường thôi." Ông nội gật đầu, "Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc cho Hà Trâm và Quý Thành mau khỏe. Còn người gây án, nếu đã nhận tội thì cứ phạt theo đúng pháp luật là được." Qua mấy tiếng sau thì Hà Trâm cũng đã tỉnh. Vừa tỉnh táo đã đòi chuyển sang phòng cùng với Quý Thành. Hơi nữa, cô còn không cho ai động vào mình. Ngồi trong phòng bệnh, Quý Thành vẫn ngủ ngon giấc đầu quấn băng trắng có lẽ thuốc tê còn chưa tan hết anh đã có vẻ ngủ rất say nhìn người đàn ông có gương mặt đẹp như tranh vẽ đang im lặng nhắm mắt trên giường bệnh hàng mi dài khép chặt mặc dù sắc mặt có hơi xanh xao nhưng vẻ đẹp trai và cuốn hút kia vẫn không thể nào thay đổi cô giơ tay vuốt ve khuôn mặt anh bỗng nhiên lại thấy lòng mình nặng trĩu nhớ đến những ngày sống cùng với nhau nhớ lúc anh ôm lấy cô Nhớ khuôn mặt đỏ bừng lên Vì ngại ngùng khi bị cô treo chọc Bây giờ anh nằm đây Cô mới nhận ra một điều Giận biết bao nhiêu Hóa ra cũng yêu nhiều bấy nhiêu Hạ Trâm nắm tay anh Áp lên má Khẽ thì thầm Anh ơi anh mau dậy đi được không Em không giận anh nữa Từ giờ cũng sẽ không coi nhẹ cảm xúc và suy nghĩ của anh nữa Anh đừng bỏ lại em một mình nhé Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống Hạ Trâm cuối người hôn chuột một cái lên môi anh. Cô bảo. Lần này anh cứu mạng em. Vậy em lấy thân mình báo đáp. Ở bên anh cả đời có được không? Khi nghe cô nói xong câu này. Đột nhiên có một bàn tay. Nâng lên. Lau nhẹ nước mắt trên khóe mi. Giọng anh thều tào vang lên. Anh đã nghe hết. Là chính miệng em nói. Không được nuốt lời đâu đấy. Hai mắt cô mở lớn. Vội vàng bật dậy. Vui mừng như điên nên tay chừng cứ cuốn cuồng cả lên Anh ơi Anh ơi anh tỉnh rồi sao Thấy trong người thế nào rồi Còn đau ở đâu không Có em ở đây không thấy đau Khỏi phải nói Cảm xúc hỗn loạn của cô trong mấy ngày qua Khi nghe được câu này từ anh Thì cuối cùng cũng không còn tỏ ra mạnh mẽ được nữa Cô quay sang vòng tay ôm lấy anh Rút vào ngực anh bật khóc ngon lành Cô vừa nấc lên vừa nói Thành ơi Em nhớ anh lắm. Em nhớ anh. Ngoan nín đi. Anh ở đây rồi mà. Đồ ngốc. Tự dưng lại trắng tay em làm gì chứ. Có biết em sợ thế nào không? Em sợ anh chết đi. Anh không còn thì em sống thế nào được. Cũng may anh đã tỉnh. Nếu không, em sẽ ghét anh. Sau này cũng không thèm quan tâm tới anh nữa. Ừ, tại anh không ngoan. Từ giờ anh không thấy nữa đâu. Em đừng khóc nữa, anh thương. Quý Thành ôm chặt lấy cô vào lòng, bàn tay anh dài nhàng, vỗ về bờ vai ruông rảy. À đúng rồi, để em gọi bác sĩ đã. Hạ Trâm vừa nhủng người dậy, định ấn nuốt vào nuốt đỏ ở đầu giường nhưng còn chưa kịp chạm đến, thì đột nhiên có một bàn tay to lớn, ấm nóng, kéo cô vào lòng rồi ôm chặt. Cô ngẩn đầu nhìn anh định lên tiếng hỏi, như khi bốn mắt giao nhau. Cô mới phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông này rất đuổi dịu dàng và thâm tình không còn vẻ sắc bén như khi anh tập trung làm việc. Lúc ấy, Hạ Trâm vô thức rướng người một chút, mà người kia cũng từ từ cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán cô. Quý Thành kéo cô vào lòng, sau đó một bờ môi ấm nóng phụ xuống, nuốt lấy cánh môi cô, không nhẹ nhàng, cũng không điên cuồng nhưng vẫn mang tính xâm lược mạnh mẽ, đủ khiến cho cô say đắm. Môi anh miết nhẹ trên môi cô, đem sự ấm nóng của cơ thể mình truyền sang cho cô. Đầu đuổi nhẹ nhàng tiến vào dây dưa, công thành đoạt đất mỗi lúc khiến cô như bị cuốn vào trong đó. Hai người cứ ôm hôn nhau như vậy, đến khi cảm thấy không còn thở nổi mới buồn nhau ra. Phải mất một lúc sau, Hạ Trâm mới bình tĩnh lại. Quý Thành nhìn chầm chầm cô, ánh mắt anh lúc đầy không còn thâm tình nữa, mà giống như đang chất chứa một ngọn lửa sắp sửa bùng cháy dữ dội. Giọng anh Khang đặc bảo nhớ em nghe xong câu này cách một lớp áo bệnh nhân của hạ trâm vẫn có thể nghe được rõ tiếng tim đập tình thịt của ai đó trầm ổn mạnh mẽ và có cả một chút lạc nhịp cô hít sâu vào một hơi lặng tránh ánh mắt của anh cô cố ổn định lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình ấn nút gọi cho bác sĩ các bác sĩ tức tốc chạy đến kiểm tra một lượt cho anh rồi bảo rằng tình trạng của anh đã tốt hơn trong mấy ngày anh hôn mê Vết thương ở lưng cũng đã lành lại đôi chút Khi biết Quý Thành đã tỉnh Mọi người kéo đến Thăm anh Hạ Trâm vui vẻ ngồi bên cạnh đút cháo Nhìn cảnh hai người quấn quýt Sau vụ tai nạn Đương nhiên có người vui Cũng có kẻ không vui Hạ Trâm liếc thấy ông bà ngoại Mỹ Thanh Đang đứng ở một góc Nhìn mình với ánh mắt chán ghét Thì nhét môi cười mỉa mai Nụ cười ấy càng khiến cho hai ông bà già kia gai mắt nhưng không làm được gì cả. Cuối cùng đành viện lý do là nhà có việc nên phải về trước. Lại thêm mấy ngày trôi qua, do sức ép từ nhà họ Huỳnh, cuối cùng người gây tai nạn bị phán ngồi tù 20 năm. Hạ Trâm rất hài lòng với phán quyết này. nên hôm đó cô đã đặc biệt xuống bếp nấu một nồi cháo chim bồ câu cho Quý Thành rồi mang tới bệnh viện cho anh. Đổ cháo ra bát, cô cẩn thận múc từng thị cháo, chu miệng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng anh. Cô cười bảo Há miệng ra Ăn nhiều vào cho mau khỏe Từ trước tới giờ khi ra viện Nếu mà xúc một lạng nào thì biết tay em Anh gật đầu ngoan ngoãn Ăn hết cháo Trong đáy mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt Anh nói Đương nhiên vợ đã cất công xuống bếp Nấu cháo cho anh Anh nhất định sẽ ăn hết Nghe như thế trái tim cô bất giác Đập nhanh một nhịp Không nhìn được nữa mà cứ tưởng tỉm cười Giả vờ mắm môi mắm lời quá canh Gọi linh tinh Em đồng ý làm vợ anh bao giờ Hôm trước có người hứa sẽ lấy thần báo đáp Còn nói Muốn ở bên anh cả đời Em tính lật lộn sao Em Không phải chỉ là vợ của anh thôi Em còn phải sinh con cho anh nữa Anh đủ khả năng lo cho em và con Thế nên em sinh bao nhiêu cũng được Ít nhất là ba đứa Em không sinh cho anh đâu Kính thưa quý vị, quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Men tình chấn choáng được viết bởi tác giả Như Hoa. Quý vị đừng quên theo dõi tập 8 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh độc truyện Chị dỗ. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.